Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023, tỉnh đã tổ chức đánh giá ban hành quyết định công nhận cho 121 sản phẩm ô cấp, 98 sản phẩm mới, 23 sản phẩm đánh giá lại. Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm chúc Tết các đồng chí nguyên bí thư tỉnh ủy cùng gia đình và các đơn vị quân đội. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trương Hải Long thăm chúc Tết lực lượng công an và bộ đội biên phòng. Sáng nay ngày 1 tháng 2, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phối hợp với Thư viện tỉnh và thành đoàn Pleiko khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn và Ngày hội Bánh chân xanh năm 2024. Phó Bí thư tỉnh ủy Ra Lan Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến dự và cắt băng khai mạc. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm kiểm tra các đơn vị quân đội. Ông Phạm Hữu Phước giữ chức Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai. Công ty cao su chưa bả đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Ti lần thứ 7. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử, được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, tỉnh Gia Lai tổ chức đánh giá, ban hành quyết định công nhận cho 121 sản phẩm ô cướp, 98 sản phẩm mới, 23 sản phẩm đánh giá lại. Theo đó, nâng tổng số sản phẩm được công nhận của toàn tỉnh đến nay là 409 sản phẩm, trong đó có 104 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận ô cấp và 305 sản phẩm còn hiệu lực. 41 sản phẩm 4 sao và 264 sản phẩm 3 sao. Cụ thể, nhóm thực phẩm 271 sản phẩm, nhóm đồ uống 9 sản phẩm, nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu 21 sản phẩm, nhóm thủ công mỹ nghệ 3 sản phẩm, nhóm sinh vật cảnh 1 sản phẩm. Với chủ đề 161 chủ thể gồm 30 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 91 cơ sở, hội sản xuất, kinh doanh, có 92 trên 220 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh có sản phẩm đạt ô cấp cấp tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 743 về việc phê duyệt kết quả chấm điểm các sản phẩm có tiềm năng năm sao từ 90 đến 100 điểm thuộc chương trình Mùa xã múc sản phẩm năm 2023 và đề nghị Trung ương đánh giá công nhận sản phẩm ô cấp cấp quốc gia năm 2023 với 4 sản phẩm gồm bộ sản phẩm hạt điều răng củi Hải Bình, đường vàng đường An Khê, đường kinh trắng đường An Khê, đường tinh luyện đường An Khê. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đã đến thăm chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy và gia đình cùng một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024. Tại à những nơi đến thăm, Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy và gia đình. Đồng thời, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình tiếp tục cống hiến, có nhiều ý kiến quý báu, đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đến thăm chúc Tết binh đoàn 15 và quân đoàn 3, Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã cảm ơn những đóng góp của các đơn vị quân đội, chủ lực của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thông tin về tình hình kết quả năm 2023 của tỉnh Gia Lai, Bí thư tỉnh ủy cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, song đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua và tiếp tục duy trì đà phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện đời sống của người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Kết quả đạt được đó có sự đóng góp không nhỏ của binh đoàn 15 và quân đoàn 3. Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn các đơn vị quân đội tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã gửi lời chúc tới cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động của binh đoàn 15 và quân đoàn 3 bước sang năm mới tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm chúc Tết tại Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long và đoàn công tác đã lắng nghe các đơn vị báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội thời gian qua và kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2023, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các đơn vị chủ động nắm tình hình, phân công lực lượng, trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết nguyên đáng để đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, giúp nhân dân đón Tết yên vui, an lành. Thay mặt tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long đã gửi tặng phần quà Tết cùng lời chúc mừng năm mới vui tươi, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh cùng gia đình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tin tưởng rằng trong năm mới các đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 1 tháng 2, Hội nhà báo tỉnh Gia Lai phối hợp với Thư viện tỉnh và thành đoàn Pleiku khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn và Ngày hội Bánh chân xanh năm 2024. Phó Bí thư tỉnh ủy Ra Lan Chung và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến dự và các băng khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Huỳnh Kiên, tổng biên tập báo Gia Lai, chủ tịch Hội nhà báo tỉnh thông tin, Hội báo xuân năm nay trưng bày giới thiệu 250 loại báo xuân trung ương có 63 loại báo xuân của các địa phương trên cả nước và 30 loại báo tạp chí của các cơ quan báo chí có phóng viên thường trú văn phòng đại diện đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng cộng trên 1.000 tờ. Đây là những số báo đặc biệt được biên tập công phu, nội dung hay và phong phú trình bày đẹp mắt với các bài viết hình ảnh chất lượng cao. Qua các tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại hội báo, Công chúng có thể hình dung được bức tranh toàn cảnh về báo chí trong suốt một năm qua cũng như sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo Xuân Giáp Thìn sẽ phục vụ bạn đọc từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024 tại thư viện tỉnh Gia Lai, 30 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku. Đáng chú ý tại Hội báo Xuân năm nay còn diễn ra ngày hội bánh chưng xanh do thành đoàn Pleiku tổ chức quy tụ 50 em thành thiếu nhi tham gia trải nghiệm gói bánh chưng để tặng các em thiếu nhi nghèo ở làng Playoff, thành phố Pleiku. Ngoài ra, câu lạc bộ thư pháp Pleiku cũng mang đến cho hội báo xuân không khí vui tươi, thu hút đông đảo học sinh và công chúng đến tìm hiểu về văn hóa thư pháp Việt. Ngày 31 tháng 1, Đại tá Lê Kim Dâu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội, cùng đi có lãnh đạo các địa phương đơn vị. Theo đó, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Gia Rai, Chịp Rông, ba đại đội bộ binh thuộc ban chỉ huy quân sự các huyện Gia Rai, Đức Cơ, Chư Prông, đại đội công binh, phòng tham mưu, đại đội kho, phòng kỹ thuật, bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị đã báo cáo về công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ chiến sĩ cũng như kế hoạch trực chiến, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn các công trình quân sự Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Đại tá Lê Kim Dầu đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc mừng năm mới đến các cán bộ chiến sĩ. Thông qua cán bộ chiến sĩ gửi lời hỏi thăm và chúc mừng năm mới tới thân nhân các gia đình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị chuẩn bị chiêu đáo về vật chất và tinh thần để cán bộ đón Tết đầy đủ, cùng với đó tăng cường công tác nắm địa bàn, xây dựng các phương án trực sẵn sàng chiến đấu quyết tâm bảo vệ vững chắc địa bàn được giao, căn phòng bảo vệ kho tàng, công trình quân sự được giao, chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm với phương châm vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, quyết tâm nắm chắc địa bàn không để bị động bất ngờ trong các tình huống, giữ vững bình yên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Hôm nay ngày 1 tháng 2 tại Trung tâm khuyến nông tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động bổ nhiệm giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai. Theo đó thực hiện quyết định số 39 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Hữu Phước Giám đốc Trung tâm giống thủy sản giữ chức vụ giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Trong quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh, ông Lưu Trung Nghĩa, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúc mừng Trung tâm khuyến nông tỉnh và cá nhân ông Phạm Hữu Phước. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong ban lãnh đạo Trung tâm phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phối hợp làm tốt nhiệm vụ được giao. Đối với ông Phạm Hữu Phước, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác góp phần tích cực vào sự phát triển của trung tâm khuyến nông tỉnh. Chiều ngày 31 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chưa bả tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2024, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Tại hội nghị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chư bả vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương độc lập hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một cá nhân, bà Huỳnh Thị Nga, Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chư bả vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho hai cá nhân vì có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Tập đoàn Cao Su Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho bốn tập thể thuộc khối thi đua cơ sở trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Bả. Công đoàn Cao Su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Bả vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su chư bả cũng tặng cờ thi đua xuất sắc cho năm tập thể thuộc công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Tư, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn lần thứ bảy nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Cơ chọn chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Ti xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy tốt xung kích tình nguyện trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử chọn 11 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Ti, khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Chị Lê Thị Thu được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Ti, khóa 7, đại hội đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Cơ lần thứ bảy nhiệm kỳ 2024-2029. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.